Rồi chào anh em nha, em mới nhận hợp đồng cái máy này đi Thái Nguyên ha. Đây là L4508 nha. Máy nhập từ Thái Nguyên con. Giờ chuẩn bị bắt đầu tiến hành làm bảo dưỡng. Rồi máy này thì giờ đã mới lột ra mấy cái đồ đạc này nha. Mặt đạn nó sắp lại hết rồi. Giờ đang làm bảo dưỡng máy này thì khách về tự làm, nhưng mà em làm ở đây miễn phí công. Máy này khách mua đứt đuôi mà sẵn làm luôn. Đây ha anh em, là 4508. Rồi chào anh em nha, bữa giờ lưu bu quá không quay được, bây giờ bắt đầu lên máy nha. Thì cái này máy này về Thái Nguyên nha anh em, máy này khách mua tự xử thì giờ chỉ giao rồi ha. Rồi kiểm tra dùm khách cái cầu đầu lên. Giờ bữa nay trời hơi tối nha, trời đang mưa anh em. Rồi xong con này nha anh em, cảm ơn anh em rất nhiều nha, cảm ơn anh luôn ủng hộ với công ty chúng em nha.